Quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn chị An rất là nhiều và chị An hãy cùng nán lại sân khấu. Và xin mời phụ huynh của em sẽ tiến lên sân khấu để dành tặng cho bé một bó hoa ạ. Và chị An năm nay thì 11 tuổi, thì em theo học lớp piano tại